bài 12 và bài 13 cho mẹ nghe. Bài 12. Hờ hờ lờ lờ một nói. Con hổ là ở đây, hồ là ở đây, lá là ở đây, lọ là ở đây, điền hờ hoặc lờ, lá đa, bờ hồ, ba lô, tô màu xanh ô chữ, chữ chứa l tô màu đỏ ô chữ, chữ chứa hờ hồ này. Ô nào là chứa màu xanh? Ô nào là tô màu xanh? Ô l. Ô l, chữ l là chữ nào? Ô nào có chữ l? Ô này có chữ l. Đọc lên chữ nó là chữ chi? Dạ la la. Lọ. Rồi. Ô nào tô màu đỏ? Hồ. Hạ. Kho. Rồi. Bài 13. Một núi. Lá thư. Con cú. Chiếc tủ. Xu. Rồi con nối vô. Hình nào là có chữ U? Dạ. Con cú là có chữ U nè. Cái tủ là có chữ U nè. Rồi hình nào là có chữ Ư? Hình nào phát âm có chữ Hư? Ừ, đúng rồi. Lá thư. Đúng rồi. Nói là phanh theo mẫu. Rồi. Cái gì là có chữ U á? Ừ. Con đọc lên cũng được. Dạ. Ủ nè. Ủ nè. Đủ. Còn cái chữ nào là có chữ ư? Lư. Lự. Cái chi? Chữ nó chữ chi? Lự. Chữ này này. Bự. À. Dự. À. Điền. U hoặc ư. Tủ nè. Tu tủ nè. Con hổ nè. Dù nè. Rồi đúng rồi.